Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tùng Vlog nhá. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kênh Đặng Đình Tùng Vlog cũng giống như chạy chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng, gửi lời chúc đến toàn thể các cô chú anh chị em đang theo dõi kênh, ủng hộ kênh và cũng như đang đam mê dòng chó Sù Bắc Hà, một trong những dòng chó bản địa tốt nhất của Việt Nam. Gửi đến mọi người lời chúc thân thương và chúc mọi người những ngày nghỉ thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hôm nay thì em cũng xin quay một cái video và để chia sẻ với các cô chú anh chị em một số những cái nội dung về cái bộ lông của con chó Sù Bắc Hà. Ngày hôm qua thì có một anh ấy comment ở trong cái video của em, một cái video cũng lâu lâu rồi, video của cái con gấu, thì anh cũng có bảo là bây giờ có những cái loại thuốc mọc lông cho lông, nó cho lông con chó Sù Bắc Hà nó dài ra là chuyện bình thường. Thì nói chung là từ năm 2009 đến tận năm nay là năm 2023 đấy, trên cái dòng chó Sù Bắc Hà thì nó cũng có nhiều những cái sự biến đổi và phát triển. Từ lai tạo cũng có, nói thẳng thật chia sẻ là thế, từ lai tạo cũng có, phối ghép cũng có, và có con lông dài cũng có con lông ngắn cũng có, con lông trung bình cũng có, con lông lung tung cũng có, con to cũng có, con nhỏ cũng có, con bé cũng có, đủ các thể loại hình dạng khác nhau và đủ các thể loại lông dài lông ngắn khác nhau. Nhưng có một điều mà rất là quý báu ở trên cái dòng giống của cái con chó Sù Bắc Hà mà nó để lại cho tất cả những người chơi và những người đam mê dòng chó Bắc Hà này, nó có một cái ấn tượng, đó là phân bố về lớp lông bờm của nó. Em chưa nói đến về cái kiểu gen của con chó Sù Bắc Hà hiện tại nó đã chuẩn hay chưa, nhưng em xin phát biểu một số những cái ý kiến sau đây cho các cô chú anh chị em hiểu hơn về cái bộ lông của con chó Sù Bắc Hà. Thứ nhất là cái con chó Sù Bắc Hà ấy, thì nếu mà là một cái con trưởng thành thì nó sẽ có những cái phân bố bờm lông rõ rệt, nhất là về cái giống đực. Còn riêng về giống cái thì vẫn phân bố bờm lông rõ rệt, nhưng nó sẽ không dài và nó sẽ không thể hiện được cái nét đẹp giống như là cái con chó đực. Đấy, đó là về giống cái. Chứ còn tất cả là vẫn đầy đủ, không có thiếu đi một cái gì và cũng không thêm không bớt. Với cái lớp lông của cái con chó Sù Bắc Hà đực trưởng thành thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ rệt nhất là nó sẽ có 3 lớp lông. Một lớp lông ngắn, một lớp lông trung và một lớp lông bờm. Cho nên nó sẽ tạo ra những cái lớp lông, đó là lớp lông bờm cổ này, có khi là bờm tai này, bờm chân này, bờm lưng này, bờm vai này, bờm mông và bờm đuôi. Nó sẽ cực kỳ là rõ rệt. Đấy, nói nôm na là như thế, nó sẽ cực kỳ là rõ rệt. Cho nên nó không, sẽ không lẫn đi đâu được. Đây như cái con này, nó có cả bờm tai và bờm đao chân ở bên dưới. Con này thì nó đang thay lông. Đó. Thì đối với một cái con chó Sù Bắc Hà thì tại sao lại phải uống thuốc mọc lông để cho lông nó dài ra làm gì, khi nó là đã là chuẩn. Và em nói thật chứ, những cái con chó mà lông, các cô chú anh chị em nhìn thấy lông nó dài đều, mượt đều và dài, rất là dài, thì những cái con chó đấy em khẳng định với mọi người là chó lai luôn. Đấy, chứ không phải bảo là ừ mày nói có căn cứ gì không hay là thế nọ thế kia, nhưng em khẳng định với mọi người là chó lai. Tại sao con chó Bắc Hà mà mọi người hay nói là chó sư tử? Chó sư tử thì sư tử nó phải có phân bố bờm lông rõ rệt chứ, đúng không? Chỗ dài cần dài, chỗ ngắn cần ngắn. Tại sao các cô chú anh chị em lại để cái con chó của mọi người lông nó lại dài đều như thế, mượt đều như thế? Thì chứng tỏ lông có dài đến mấy mà không phân bố được bờm lông ở trên cơ thể, màu mảng ở trên cơ thể, mảng lông ở trên cơ thể, bờm lông ở trên cơ thể, thì cái con chó đấy không phải là con chó Sù Bắc Hà. Chỉ lông dài thôi là chưa đủ chứng minh rằng mình là chó Bắc Hà. Đó là cái quan điểm chơi từ trước đến giờ của em. Và em thu thập thông tin không những rút ra kinh nghiệm từ cá nhân bản thân, mà còn tham khảo và tiếp thu rất nhiều từ những anh lớn hoặc những trại lớn và những người, người ta ở trên bản, người ta chơi, người ta đi trước, người ta nói. Đấy, tại sao mà nó đặc biệt là nó phân bố bờ, nói thẳng là như thế. Còn cái con chó con của bọn chó Sù Bắc Hà này, từ lúc bé nó có phân bố bờm lông hay không? À đây, xin phép các cô chú anh chị em, lúc bé không phân bố bờm lông nhá.
Những con mà phân bố bờm lông 100% hoặc 99,9% là con chó Su Hà Giang. Thẳng thật là như thế. Đây, với những cái con chó này thì nói thẳng với các cô chú anh chị em, nó được trên 1 tháng tuổi. Các cô chú anh chị em nhìn thấy nó phân bố bờm lông không ạ? Nhưng mà mặt mũi của nó nhé, vẫn rõ là chó Bắc Hà. Đấy, này, vầng trán rộng, hai tai khóa đều, không to, không sệ. Đấy, từ vầng trán cho đến đỉnh mũi là không bị gấp khúc. Đấy, hoàn toàn này, nhìn không bị gấp khúc, thuôn, gọn. Đó. Lông thì bình thường. Đấy. Lớn lên từ 6 tháng đổ đi bắt đầu đến 8 tháng hoặc là đến 10 tháng đổ đi, bắt đầu chúng ta sẽ thấy nó có các sự phân bố rõ rệt nhất. Đó. Phân bố rõ rệt nhất. Chứ không phải là lúc bé là tôi phải phân bố bờm lông thế nọ thế kia đâu, không có đâu. Đây là một con cái. Đấy, cũng phân bố bờm lưng này. Bờm tai này, bờm cổ này. Đây, chỗ mà bờm mà xuống ấy, xuống chỗ này này. Đấy, nó không phải là bờm thì nó không dài. Đây, để em đi vào trong này, em quay cho các cô chú anh chị em. Đây là lấy ví dụ một con cái cho mọi người thấy là con cái là con nó thể hiện không được bằng con đực. Đấy, em này là em tên Bắp, đi ra đây Bắp, đi ra. Đấy, con này có bờm tai nữa nhá. Đấy, mọi người thấy vằn bệt của nó không? Đây, Bắp đi ra cho quay thế nào. Đây nhá. Đấy, bờm cổ này, bờm vai này, bờm lưng này, đấy, đuôi này. Những cái chỗ nào không có là nó sẽ không dài. Thẳng thật là như thế đối với các cô chú anh chị em, đấy là chia sẻ. Chứ còn mà nhiều các cô chú anh chị em bảo là có thuốc mọc lông, thì nói chung là mọc lông để làm gì? Mọc lông để dài ra thì nó cũng làm gì? Nó không chuẩn chó Bắc Hà thì mọi người cần bộ lông nó dài ra để làm gì? Đúng không ạ? Cho nên là cái chơi ở đây là chúng ta phải cần chuẩn chỉ từ cái cốt lõi của nó, chứ không phải đua nhau để đi lai tạo, đi lai tạp hoặc là dùng thuốc, dùng thiếc để cho nó dài ra hay là nó thế nọ thế kia. Nó ngầu. Mà chúng ta chơi cốt cách ấy là phải sàng lọc từ kiểu gen. Biết là cái con chó Sù Bắc Hà là bây giờ nó chưa được định hình nhiều này. Rồi là nó chưa được thế nọ thế kia nhiều này. Nó chưa được ổn định 100% này. Thì em cũng hay nói với mọi người rồi, tất cả cái gì nó không phải là tuyệt đối. Nhưng chúng ta ví dụ chúng ta tìm được con 6-7 điểm, chúng ta ghép với một con 7-8 điểm hoặc 8-9 điểm gì đấy để sàng lọc cho thế hệ con. Xong rồi từ thế hệ con chúng ta ghép với những cái con nó được chấm điểm cao hơn nữa, để chúng ta ra đời, ra những cái thế hệ sau nó được chuẩn chỉ, nó được gom lại gen, nó được tốt hơn. Chứ bây giờ đùng một cái mà gom được gen thì chúng ta phải bỏ tiền rất là nhiều, và chúng ta phải bỏ công sức rất là nhiều. Nó thật là như thế. Đây. Đấy, mọi người thấy phân bố bờm lông không? Em nhìn ở trên mạng em thấy nhiều các cô chú anh chị em làm cho nó lông là xù sỡn lên, là làm là lông nọ lông kia, rồi là đưa tay lên để cho cái cổ nó già, nó sun lại để cho nó ngầu lên thế nọ thế kia. Nhưng mà thật sự nói là hãy nuôi nó ở một cái chế độ nó bình thường, không cần gì phải nhồm nhoàm, không cần gì phải thế nọ, không cần gì phải thế kia. Đấy, nó mệt mỏi ra chứ cũng có được cái gì đâu, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta cũng phải cần phải hiểu cái điều đấy cho nó thật là chuẩn, chứ không thể nào mà để cho một cái kết cục của một cái con chó nó bị suy thoái nguồn gen nó tốt như thế, nhưng nó lại suy thoái nguồn gen rồi là nó suy thoái cái nọ, nó suy thoái cái kia, thì chúng ta không nên đâu các cô chú anh chị em. Đó là chúng ta không phải là chơi để phát triển, để bảo tồn, mà chơi để về kinh tế, chơi về để tiền bạc, chơi về để gọi là chơi kiểu ngáo ngáo lao láo. Đam mê thật sự là chúng ta phải lưu giữ, chúng ta phải phát triển và chúng ta phải tận hưởng. Đó mới là đam mê. Chứ còn đam mê mà để ôi hôm nay tôi phải đúc thế này này, tôi mang con chó này về đúc con chó chuẩn này, để chó giống cha gà giống mẹ này, để tôi bán được tiền thế nọ thế kia này, con này là
Tôi phối con đực là vô địch Việt Nam champion này các kiểu này. Thế thì nói chung là các cô chú anh chị em chơi vì tiền chứ chơi vì cái gì đâu. Đấy, em nói ai trong xã hội này cũng cần tiền cả. Nhưng hãy để cái thú chơi nó là ở một cái vấn đề, nó là trường tồn, nó là mãi mãi. Không phải để ôi rồi rồi tôi chỉ thế thôi, thế nọ thế kia. Thế thì mọi người thế thôi thì mọi người cũng chỉ vậy thôi. Chứ không thể nào mà được đến đỉnh, không thể nào mà biết được cái sự hay ho của cái việc đam mê. Giống như là những người chơi cây, người ta bảo ui cây này tỉ nọ tỉ kia, bảo ui rồi cho chả thèm làm củi đun. Mọi người chưa đến cái ngưỡng của người ta, mọi người chưa biết được vấn đề đâu. Đấy, cái gì cũng thế, chơi con chim thế, bảo ui con chim này một vài triệu còn mua, như mấy trăm triệu mua làm gì. Nhưng mà thực sự người ta mua mấy trăm triệu đấy. Có những người, người ta cũng không có điều kiện lắm đâu, nhưng người ta cố gắng người ta mua, mua để người ta trải nghiệm, mua để người ta thỏa mãn cái thú chí đam mê. Và trong cái thú chí đam mê đấy, đầu óc người ta thoải mái, người ta sẽ nghĩ ra rất nhiều những cái thứ bổ ích khác để người ta làm. Chứ không phải bảo là ừ nó không có giá trị gì hết. Thú chơi nó là một cái giá trị là vô giá. May mà nó còn có số tiền đấy. Ví dụ con này tiền nọ, con này tiền kia, nó còn là có số đấy. Chứ thực sự ví dụ mọi người nha, mọi người đang ấm ức, mọi người không mua được con chó này. Nhưng sau nó mọi người mua được, mọi người cảm thấy là đầu óc nó thoải mái không? Rồi mọi người suy nghĩ về cái khác nó rộng mở không? Nó ngon lành không? Nó không tối tăm không? Nó không loanh quanh, nó không luẩn quẩn không? Đó là cái giá trị của việc đam mê. Còn mà mê cờ, mê bạc, mê đề, mê đóm, mê gái, mê gú, mê hút, mê chích ấy, thì cái này thì em không biết, cho nên em không thể đánh giá được. Đấy, chứ mà đừng có lên mê ba cái thứ đó. Còn mê được chó, mê được gà, mê được chim, mê được cây ấy, thì cứ mê thoải mái. Mình chưa có điều kiện thì mình gom tiền, mình chưa có đầy đủ thì mình phải cố gắng để mình đạt được cái mục đích của mình. Mình chơi được những cái thứ mà mình chơi, đó là những cái thứ chơi lành mạnh, bổ ích, và có thể sau này nó sẽ kiếm ra tiền cho mình, chứ không phải nó là lụi bại, không phải nó là thất bại, và nó cũng không phải là tù túng gì mà để chúng ta không vươn đến và cũng không chơi nó. Chứ còn phát triển mà mọi người cứ bảo đam mê, rồi là ui tôi đúc con này chem bần, tôi đúc con này thế hệ F1, F2, rồi là tôi có giấy VKA, tôi có chip, con này là con của nó, mẹ của nó thế nọ, bố của nó vô địch, mẹ của nó F0, để bán chó cho thật nhanh, để bán thật là nhiều, để bán thật là thế nọ thế kia. Nó có giá trị gì đâu. Tại vì sao người nhiều các anh em ghen ăn tức ở với em cũng chả bao giờ bảo là lưu loa ở trên thị trường của tôi bán được từng nọ, tôi bán được từng kia, hay là tôi thế nọ, tôi thế kia. Kể cả trên cộng đồng mạng, Zalo, Facebook, em chỉ cũng chia sẻ một xíu ở trên cái YouTube này thôi. Còn cái công việc ở bên ngoài của em thật mọi người, chứ em đầy đủ. Em chả phải sợ, em chả phải cái gì. Em có phụ thuộc vào đâu. Chó là để canh nhà, canh giữ chuồng trại cho em, và phục vụ cái thú chơi đam mê, sau rồi buôn bán tự nó sẽ phục vụ lại nó. Em cũng đã kể về cái chuỗi thức ăn của trại của em cho mọi người nghe rồi mà. Liệu mọi người là có thể đầu tư ra từng đấy tiền để cho nó ăn không? Cám mỗi lần lấy chục triệu, gạo mỗi lần lấy cũng gần phải 5-6 triệu trở lên. Đấy là riêng tiền cám với tiền gạo nhé. Còn riêng về tiền thức ăn, heo, bò, gà, những cái phế phẩm, mọi người hiểu là bao nhiêu tiền một tháng. Một tháng mà đập vào nó tất cả những cái con chó đấy ở phân bố ở những cái trại heo, bò, gà, bò sữa, trại gà, trứng thịt các kiểu, thì các cô chú anh chị em nghĩ là bao nhiêu tiền cho đủ. Đấy, cho nên là có những thứ mà cũng chả cần phải bán rẻ như thế, để lại nó phục vụ, nó trông coi chuồng trại. Con chó dù gì nó cũng hơn những cái camera rất là nhiều. Camera thì có thể quay được hình ảnh, nhưng về cái tính đối kháng và về cái tính gọi là báo động thì camera không có. Mà cái tính đối kháng với tính báo động là cái tính mà gọi là an toàn nhất, mạnh nhất, thì camera chỉ quay được hình ảnh. Và nếu chiết xuất hình ảnh mà đưa lên công an thì nói chung là cũng rắc rối rất nhiều điều. Cho nên là khi mà để mà chết một vài con, bởi nhiều các cô chú anh chị em bảo là dùng xe lua để đánh chết nó. Em nói thật với các cô chú anh chị em, trại em ấy, mọi người đánh chết vài chục con là vẫn còn ít. Vài chục con này ngã xuống thì có vài chục con khác thôi. Các chuồng trại ở trên đấy có cả hàng chục, hàng vài chục con, tổng kết lại phải cả hàng 200-300 con. Chứ nó không phải là ít đâu, số lượng không ít đâu.
Ở nhà em đây thời điểm nhiều nhất là khoảng tầm gần 40 con. Nhưng mà thời điểm đấy là chó to nhá, nếu mà tính cả chó con nó phải 6 70. Còn trong cái thời điểm hiện tại ở đây khoảng tầm ba mấy con. Đấy, mà hiện tại bây giờ em quay cho các cô chú anh xem. Nói chung là chuồng rất là trống. Nhiều các cô chú anh xem đợt trước đăng lên bán ấy, mọi người bảo sao lại phải bán tháo. Đấy, thị trường sập rồi hay sao? Hay là bị tụt dốc không phanh, hay là toang, hay là bung? Không phải đấy nhá, em vẫn bán bình thường. Chẳng qua em đăng lên để cho các cô chú anh xem nào có duyên thì mọi người mua. Chứ còn em đâu có cần phải giải thích với các cô chú anh xem là em bán được hay không, hoặc là em thế nọ thì kia được hay không. Đây. 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 Ở đây là 20 chuồng. Và đây. Dưới này nhốt hai con chó đẻ. Đây là chó của một anh ấy gửi. Đây, chó anh ấy gửi đây. Ở dưới kia của em có một con đang bầu. Đây là nhốt cái con thỏ. Đấy, con chó cảnh của con của em. Đây con bắp. Đây con của nó đây. Ở đây hai con tôm với con mèo. Chuồng này trống này, chuồng này trống này, chuồng này trống này. Ở đây rốt con gấu này. Ở đây rốt con mun này. Ở đây không có con nào này. Ở đây có con cọc này. Ở đây không có con nào này. Ở đây không có con nào này. Ở đây có ba con này. Đấy. Ở đây có một con nít. Đấy, bốn con nữa. Đấy thì mọi người thấy. Nói thẳng ra các cô chú anh chị em, cái thị trường ấy thì nó rất là rộng. Và chỉ cần chúng ta mang đến những cái sự chất lượng yên tâm và chuẩn thì chúng ta không bao giờ sợ là chúng ta không bán được. Nói chung là mùa nào cũng thế. Có mùa thì bán rất là nhanh, có thời điểm bán nhanh thì cũng phải có thời điểm bán chậm. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tạo ra những cái thứ nó chất lượng, những cái thứ nó khẳng định thì chúng ta mới tồn tại được. Chứ không phải là tôi phối con này, tôi phối con kia, tôi về tôi bán xong là xong. Ở trại của em không những bảo hành về chuẩn giống trọn đời mà còn bảo hành về thế hệ về sau đúc ra. Đấy, tại vì em hiểu thì em mới dám bảo hành như thế, còn nếu em không hiểu thì em phải đít cái là xong. Đấy, trong thời gian 1 tháng các cô chú anh chị em được bảo hành, những vấn đề gì với con chó không được, một đầu tiên là các cô chú anh chị em thích đổi trả lại con nào cũng được, thứ hai là nếu không thích các cô chú anh chị em sẽ được nhận tiền mặt đầy đủ và tiền cước đầy đủ các cô chú anh chị em trả, và các cô chú anh chị em chuyển lại chó cho em sau cũng vẫn ok, hoặc nếu được em sẽ tặng mọi người con chó đó để mọi người nuôi trải nghiệm. Điều đấy em làm rất thường xuyên và rất rất nhiều chứ không phải ít. Cho nên là một cái điều khẳng định to lớn đó là không phải các cô chú anh em không mua mà em bị ế. Cái từ ế đối với cái trại chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng là không bao giờ có. Chỉ sợ gọi là nguồn gốc không chuẩn, không dám bảo hành như thế thì mới gọi là ế. Chứ còn em kể cả ế thì cho trông nhà, canh chuồng, canh trại chứ đâu có ế gì đâu. Đấy, cho nên là một vài các cô chú anh chị em cứ hay nghĩ nọ nghĩ kia, mình không làm được nhưng chưa chắc người khác người ta không làm được. Và mình như thế, người khác không bao giờ như thế đâu. Đó, đó là cái điều em muốn giải thích với các cô chú anh chị em. Mấy con của con bắp này là đã tiêm một mũi 5 bệnh này và đã tẩy giun 1 lần này, khỏe lắm. Đấy, chó Bắc Hà của trại em, chó con ấy thì nó nhìn nó không như gấu đâu, nhìn nó cứ bé bé nhon nhon này thôi đấy, chứ cũng không có xù sỡn rồi là không có mập như con heo rồi không có thế nọ thế kia đâu. Đấy, em nói là chuẩn là như thế. Nó không có được gọi là mập mạp lợn niếc xù xì giống như những cái con chó bán ở trên mạng. Nhưng em khẳng định với mọi người, riêng về cái kiểu gen và cái nguồn gen thì ở trại của em, mọi người quay cho mọi người toàn bộ các con mọi người xem, mọi người sẽ thấy nó chỉ có một kiểu hình. Đó là cái điều em rất tự hào từ những cái năm đầu chơi cho đến tận bây giờ, em đi theo đúng một kiểu hình. Và em cũng hay thường nói với các cô chú anh chị em rồi, nếu các cô chú anh chị em thích cái kiểu hình ở trại của em thì mọi người mua, mọi người nuôi và mọi người cảm nhận.
Đấy, từ cái tính cách, định hình, khuôn mặt, kiểu gen thì mọi người sẽ thấy. Còn nếu cái cùi chiên chem không thích thì mọi người có thể tìm ở một nơi khác mọi người mua. Tại vì chó ở trại của em thứ nhất là không to, thứ hai cũng không nhỏ, và thứ ba chỉ có một kiểu hình kiểu dạng, chứ không có nhiều kiểu hình kiểu dạng như là những cái chỗ trại chó khác. Đó là khẳng định của em. Ăn uống này, ngủ nghỉ này, chết rồi, chết rồi. Và nói chung là như hôm em thông báo khoảng tầm cách đây 3 tháng là trong năm 2023 này thì từ tháng 6 giờ đi thì trại chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng sẽ không bán chó ở những cái loại thể loại chó con như này nữa, và sẽ bán ở cái thể loại khoảng tầm 6 tháng trở lên để sàng lọc cho các cô chú anh chị em thoải mái luôn. Đấy, vấn đề là như thế. Giỏi lắm, khôn lắm. À, mọi người nhìn này, đó, rất là hay. Rồi, video em xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo. Và xin chúc toàn thể các cô chú anh chị em ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhá. Xin chào mọi người.